bạn. Đây là đường Cao Đạt. Ở hướng này cuối đường là cuối đường là chung cư Phúc Thịnh, thông ra hẻm Hàm Tử 144 Hàm Tử. Rồi theo hướng này là về cầu Chữ Y, đường Nguyễn Biểu. Đây là con đường Cao Đạt ngắn thôi. Này ở đây thì có cái hẻm 237 kế bên nhà 235. Nhà 235 thì là bán bánh. Rồi nhà 239 thì cà phê ha. Ngày xưa là khách sạn Mỹ Tú. Ở giữa thì có con hẻm 237. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô hẻm để thông ra cái chợ Cao Đạt để mình đi coi cái đường ăn vặt ha. Đi vòng vô chợ đi không? Mình đi thẳng vô hẻm 237 ha. Đó, ngày xưa là hẻm nhỏ lắm nhưng bây giờ mở rộng ra nè. Vì thấy cái lan can ở trên là hồi xưa nhà mình tới đó, đó rồi sau đó mở rộng hẻm thì trường cái lan can ở trên không gian ở trên vẫn còn nhưng mà cái diện tích ở dưới thì mở rộng ra để cho xe chạy thông thoáng hơn. Thẳng cuối hẻm này là cái chung cư Hàm Tử. Sẵn gợi nhớ đến cô chú anh chị bạn hẻm 235 mà mọi người comment đó ha. Này đường này thẳng ra chợ luôn nè. Rồi hẻm này là hẻm cùng. Rồi đi thẳng đây là ra chung cư. Gần hồ mình quành ngược lại hướng bên tay trái đi ra cái chợ. Buổi chiều chợ bán đồ ăn vặt nhiều lắm, ốc rồi cua ghẹ. Đó, đây là ngã tư mình đi ra hẻm chợ, vào bên phải là đường Trần Bình Trọng. Đây cũng vậy ha, giống như bàn cờ vậy đó. Giờ mình đi cuối hẻm đi rồi mình quành trở lại. Này thì ra đường Trần Bình Trọng. Đây có cái chung cư. Chung cư Hàm Tử. Hướng này thì mình ra chợ nè. Ở đây cũng có bán rất là nhiều đồ ăn vặt đây nè. Gọi là bánh bông lan hay là bánh lăng. Rồi cái gì ta? Ốc rồi phá lấu. Bây giờ là 4 giờ chiều. Có 5 giờ chiều chứ. Nếu quẹo phải thì mình đi về bên Hàm Tử. Rồi quẹo trái thì mình đi ra Cao Đạt. Bây giờ chợ dọn rồi.
35 á. Tao đó. Tao gì? Mà biết tao đầm. Sao được? Được. Tự nhiên chi đọc ra tao mau quá tụi em. Cái miếu ngũ hành năm mẹ. Những cái chùa Thiện Minh. Đây mấy cái hẻm này thông hẻm lúc nãy nữa. Quá. Ở đi bán riêng bên cổng đi ai biết đó. Bán rất là nhiều quá anh vậy. Chưa hết hả? À? Chè nữa hả? À? Chè, chè gì còn không? Chè... Anh lấy chè... ủng hộ hai bịch đi. Bắp đó hả? Cái này hả? Thôi, chè, này chè... chè chuối với chè thân đi. À. À. Lần nào đi ngang không mua là không được thì sao? Thì mua cho mấy ông ăn nè. Một người đi mua mà nhiều ăn được rồi. Ở trong đông. À, mấy chục người á. Chắc chưa có muốn ăn gọi điện đi đem qua cho lạnh. À. Chị có số điện thoại hả? À, chị đọc số đi có ông nào ăn thì bà nào ăn thì có gọi. Đọc số đi. 079 hả? Nghe gì nữa? 0798992819. À. Chị Duyên vô gọi thôi được không? Được, về nhà nghe lại. Chị Duyên phải không? Duyên, Duyên chè. Chị Duyên. Chị Duyên bán chè. Có gì hết trơn muốn ăn gọi đi đi. Cũng gần hết rồi phải không? Cũng gần đó. Rồi, mọi người ăn thì gọi chị Duyên nha. Đây, hẻm này thông ra tới hẻm 235 Cao Đạt. Một cái chợ này tên là chợ gì ta? Chợ Cao Đạt. Chợ Cao Đạt luôn hả? Dạ. Dạ. Ở đây có phá lấu nè, hủ tiếu nè. Nhiều lắm. Đây bán rất là nhiều món bún bò, ha, gỏi cuốn. Chiều rất là nhiều ha. Có hình ảnh gửi các anh chị xem cho vui. Gửi nhớ lại quê nhà nha, ở đường Cao Đạt. Đây, hướng này là về cầu Chữ Y. Rồi, mình lang thang đường Cao Đạt tí nữa nha. Đây, chị bán chè nãy bán rất là ngon ha. Chị bán buổi chiều à, buổi chiều rồi à, trưa 11 giờ cho đến tầm giờ này 5-6 giờ. Đây thì có cái tiệm tạp hóa bán rất là đông. Tiêu về nè hả?
thứ dê 30, 25, 30 ngàn. Vô coi dê. Sẵn đi 8 chuyện. Nà thấy món mới nè. Nà thấy món mới nè, hủ tiếu dê nữa hả? Thôi em đem cái gì em đem giao cho. Lâu tiếu dê rồi em. Thôi coi thôi, bữa nào ăn giờ này chiều rồi ăn thì thấy món lạ lạ nè. Thịt tủ á, gì à, mì xương á. Dê là gì, thịt dê hả? Dê lắm. Hủ tiếu nước trong thịt dê hả? Ừ. Thấy có chỗ bán cái gì? Giống như bò kho vậy đúng không? Hả? À giống nước giống vậy hả? Đi vòng chơi. Đăng lên báo hả? Báo gì? Giờ báo gì giờ? Quay hình đẹp rồi quay chơi. Nay cuối tuần rảnh rồi nè, đi vòng vòng không? Một tô 30 mà lấy ít mì ra nha. Đây đây mai thứ hai đi, thứ hai hồi tôi về được buổi sáng có về không? Buổi sáng cũng có về luôn hả? Trưa trưa mới có dê phải không? 8 triệu chút.